Sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên cả vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên chúng con ngài.
bằng lòng hy sinh.
đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. Hôm nay mai mai con sẽ ra đọc lời Chúa được chép trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu 11 bản dịch 2011. Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về những ân tứ thuộc linh. Anh chị em biết rằng khi còn là người ngoại đạo, anh chị em đã bị lôi cuốn và bị dẫn dụ thờ lạy những thần tượng câm. Vì vậy, tôi muốn anh chị em biết rằng không ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động mà nói Đức Chúa Giêsu đáng bị nguyền rủa, và cũng không ai có thể nói Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh thúc giục. Các có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Thánh Linh. Có nhiều cách phục vụ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Chúa Trời. Đấng làm mọi sự trong mọi người vì lợi ích chung, sự ban cho của Đức Thánh Linh thể hiện qua mỗi người mỗi khác. Từ một Đức Thánh Linh, có người được ban cho những lời nói khôn ngoan. Cùng một Đức Thánh Linh, người khác được ban cho những lời nói trí thức. Từ cùng một Đức Thánh Linh, người này được ơn đức tin, người kia được ơn chữa bệnh. Cũng từ một Đức Thánh Linh, có người được ơn làm phép lạ, người khác được ơn nói tiên tri. Có người được ơn phân biệt các linh, người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa được ơn thông thái giải tiếng lạ. Tất cả những điều ấy đều là việc của cùng một Đức Thánh Linh. Ngài phân phối cho mỗi người tùy theo ý Ngài muốn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin Chúa ban ơn cho chúng ta một cách rất là đặc biệt trong năm mới 2020 này. Một trong những điều mà Hội Thánh mong ước và quý mục sư mong ước là mỗi Chủ nhật đó, thì quý vị có thể đến với các mục sư để có sự cầu nguyện. Cái phòng mà cạnh bên chúng ta có ở bên ngoài, sau giờ nhóm lúc nào cũng có một vị mục sư trực, để quý vị cần thì có thể đến để cảm ơn Chúa hay có những vấn đề gì đó để cầu nguyện cho chính mình. Nhưng mà nếu quý vị gặp các mục sư đó trong phòng nhóm hay là ở ngoài sân hay là phòng họp bên kia thì quý vị cũng có thể trình bày vấn đề và họ có thể nắm tay quý vị để cầu nguyện. Điều chúng ta học hỏi đặc biệt hôm nay là tôi xin Chúa ban phước cho những cái điều rất là quý mà nhiều lúc quý vị không có để ý là của mình có hay của con cháu mình có. Đó là vấn đề tài năng mà Chúa cho mỗi người. Tài năng là điều đến từ Chúa, nhưng mà cần được sự ban ơn, chạm đến của ơn Chúa để tài năng có thể trở thành phước hạnh cho chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng tự tài năng thì không có thể đem đến những sự gây dựng công việc nhà Chúa được. Tôi xin lặp lại, những tài năng thiên nhiên mà chúng ta thường thấy, thường nhận ra chung quanh mình đó, thì tự những tài năng đó không thể xây dựng công việc Chúa, mở mang đến Chúa và gây dựng Hội Thánh trong phương diện thuộc linh được. Tại vì tự tài năng có thể gây ra chia rẽ, tự tài năng có thể gây ra ghen ghét, tự tài năng có thể gây ra xáo trộn, tự tài năng có thể đem đến sự tôn sùng con người, tự tài năng có thể làm theo ý của người. Và có rất là nhiều cộng đồng, có rất là nhiều người tài hoa, nhưng mà họ không có thể xây dựng được một Hội Thánh đầy yêu thương, đầy năng quyền của Chúa được. Cho nên để được ơn phước của Chúa thì những tài năng đó cần được Chúa chạm vào. Đây là điều mà tôi xin Chúa ban ơn cho chúng ta ở trong năm. Và đây là bài đầu tiên trong cái loạt bài La Bàn của Hội Thánh, là cái hướng đi của Hội Thánh là gì. Cho nên việc chúng ta học về ơn của Chúa trên tài năng là một điều đặc biệt. Vì lý do mà tôi vừa mới được nêu lên, thứ nhất đó là tài năng thiên nhiên không thể xây dựng Hội Thánh được, không thể làm công việc Chúa được. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh nói rằng khi con người phạm tội xa cách Chúa thì tài năng của con người cũng xa cách Chúa. Nó trở thành độc lập, cái chuyện gì riêng và cái chuyện gì rời khỏi Chúa thì tự nó có thể biến thành làm những điều có hại mà nó không ngờ. Đến nỗi Kinh Thánh nói đến sự khôn ngoan điên dại của con người, sự khôn ngoan mà dẫn đến việc điên dại. Trong Roma đoạn 1 câu 21 thì Kinh Thánh nói rằng vì dù họ đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời và biết ơn Ngài. Ngược lại, đầu óc họ cứ suy luận viển vông, tâm trí điên rồ của họ trở nên u tối. Họ cho mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Người ta nhận xét rằng trong mọi loài trên đất này nè, thì con này nó cũng đôi khi nó ăn cái con đồng loại của nó. Nhưng không có cái loài nào mà tổ chức một cách hệ thống để giết cái loài của mình giống như con người. Đó là tại vì tài năng, khả năng tốt của con người nó đã bị ảnh hưởng bởi tâm trí bại hoại. Kinh Thánh nói rằng vì họ không coi sự nhận biết Đức Chúa Trời là trọng, nên Đức Chúa Trời đã phó họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều không nên làm. Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, gian ác, tham lam và hiểm độc. Họ đầy sự ganh tị, sát nhân, gây gổ, lừa đảo và xảo quyệt. Họ nói hành, vu khống, ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu căng, khoác lác, giỏi tạo ra điều ác và không vâng lời cha mẹ, không chút lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Đây là thế giới có nhiều sự khôn ngoan và sự khôn ngoan đã trở thành bất chính. Người ta bảo rằng số cộng với nhau 2 với 2 là 4 thì chuyện đó không thay đổi. Nhưng mà nguyên cái hệ thống kế toán tài chánh của con người nói rằng cơ quan nào muốn sống sót đó, là phải có hai sổ tài chánh. Một sổ là để báo cáo và một sổ là số thiệt. Đó là tại sao?
Đó là tại vì chúng ta đã sống trong cái thế giới mà những sự khôn ngoan, xảo quyệt của con người đã gây hại lẫn nhau, cách vô tình hay là cố ý. Và đây là lý do tại sao chúng ta thấy rằng những sự ganh tị, gây gổ, nói hành, vu khống, sức sự kiêu ngạo, kiêu căng, khoác lác, không lòng thương xót đầy dẫy trong thế giới chúng ta, và nó có thể lan vào trong hội thánh nếu trong hội thánh chỉ sử dụng tài năng thiên nhiên của mình để phục vụ. Phải không? Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng có thể có một số hội nhóm của chúng ta đầy người tài mà sự gây gổ, sự phân rẽ, sự ganh tị đầy dẫy. Tại vì những điều đó nó đến từ một cái sự tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Thì vì vậy cho nên Đức Chúa Trời làm một công việc của Ngài, đó là mỗi quý vị khi tin Chúa thì Chúa ban cho quý vị ân tứ Thánh Linh. Ân tứ Thánh Linh là một tài năng trực tiếp đến từ Chúa, thuận phục theo Chúa, làm theo ý muốn của Chúa để làm những công việc của Chúa giao cho chúng ta. Và ân tứ Thánh Linh mà Kinh Thánh nói rằng tôi không muốn rằng các anh em không có biết về chuyện này, là để rịch lành tài năng của con người và là gương mẫu của chúng ta để thực hiện những tài năng của mình. Gương mẫu đó dạy thứ nhất là tài năng đó phải gắn vào Chúa. Gắn vào Chúa là sao? Tài năng gắn vào Chúa là sao? Tài năng gắn vào Chúa có ba ý. Thứ nhất đó, là phải biết rằng tài năng đến từ Chúa. Thứ nhì, tài năng phải được sử dụng theo ý muốn của Chúa. Và thứ ba là tài năng phải được thực hiện bằng ơn của Chúa, bằng sức của Chúa. Vậy ý thứ nhất là chúng ta phải ý thức rằng tài năng của chúng ta đến từ nơi Chúa. Đây là điều rất là quan trọng. Có nhiều người thì không có phản đối về cái ý nghĩ này, nhưng mà thực tế họ sống giống như là tài năng thuộc về họ. Tại sao? Tại khi họ làm một cái chuyện gì đó thì họ nói rằng tôi làm ơn cho Chúa đó, thiệt sự với công việc Chúa mà không có tôi nó, tôi không biết nó tới đâu, cho nên mà đáng lẽ là Chúa phải biết ơn tôi. Thưa rõ không ạ? Mà đôi khi hay là thường khi chúng ta suy nghĩ như vậy. Ngược lại, tài năng gắn vào Chúa thì cái người tài đến đâu cũng biết rằng đây là một đặc ân Chúa cho mình. Và mình sử dụng tài năng đó với lòng biết ơn Chúa, lòng kính sợ Chúa và lòng vui mừng tôn vinh Chúa. Gắn vào Chúa có nghĩa là sử dụng theo ý muốn của Chúa, không phải theo ý muốn của mình. Nếu tài năng thuộc về chúng ta thì khi vui chúng ta làm, khi không vui thì không làm. Tại cái đó của mình mà. Đồng ý không? Tôi nói nếu giống như là các bà mẹ không có suy nghĩ cái chuyện nuôi con của mình giống như một thiên chức á, mà các bà mẹ nói rằng tối nào mà mẹ vui á, mẹ cho con bú. Tối nào mà không vui á, là con nghỉ. Thì chúng ta chết hết. Những bà mẹ kể cái việc đó là thiên chức cho nên mệt, hại sức khỏe, vẫn thức dậy lo cho con. Tại vì đó là thiên chức. Và điều đó phải là thái độ của chúng ta sử dụng những tài năng lớn nhỏ Chúa cho chúng ta có. Chúng ta phải kể đó là thiên chức mà chúng ta làm, không phải theo ý thích của chúng ta, mà là theo điều Chúa giao cho chúng ta. Và thứ ba đó là tài năng gắn vào Chúa, có nghĩa là chúng ta làm công việc mà Chúa giao thì phải làm theo sức của Chúa. Tôi không biết rằng có một cái loại xe mà đổ xăng á, thì phải đổ xăng 91, đổ xăng 87 là cái đèn cứ bật lên hoài.
Mà hồi lái xe đó là không có biết, cho nên nó đèn cái bật lên hoài, rồi cái người mà chuyên môn đó là ai kêu ông đổ xăng sai làm chi thì nó bật lên. Thì nhiều khi tôi thấy anh em của chúng ta, kể cả tôi đã hầu vì Chúa mà đổ xăng sai, phải không? Đổ xăng sai là sao? Đổ xăng sai là dùng sức của mình thôi, đâu cần cầu nguyện, phải không? Mình đứng ngoài đó, mình phát chương trình, mình nấu ăn, đâu cần cầu nguyện. Mà quý vị ơi, những chuyện lớn nhỏ mà chúng ta không cầu nguyện, nó sẽ quay trở lại làm xáo trộn chúng ta và xáo trộn những người chúng ta phục vụ. Lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta buông ra, chúng ta tôi mệt quá, tại vì tôi đã làm tất cả những chuyện đó với xăng của mình. Xăng của mình nó chạy như không có tới nơi. Như vậy gắn vào Chúa có nghĩa là chúng ta phải biết một cách rất là thiêng liêng, chứ không phải theo lý thuyết, rằng những tài năng của Chúa, trời của chúng ta có là đến từ nơi Chúa. Thì đây là nguyên tắc của ân tứ thánh linh. Nhưng mà có nhiều người nói rằng hội thánh cũng cần một số ân tứ mà đâu phải là ân tứ thánh linh đâu. Thí dụ đàn có phải là ân tứ thánh linh không? Có người nói muốn đàn được nhưng phải học mười mấy năm mà, phải không? Bây giờ kế toán có phải là ân tứ thánh linh không? Đâu có, học quá chừng phải trả student loan quá chừng mới có khả năng đó, phải không? Thì có không? Thật ra suy nghĩ cho kỹ thì cái năng khiếu Chúa cho chúng ta và điều kiện mà chúng ta có thể học được đến từ Chúa. Và cho đến khi chúng ta nhận biết rất rõ trong lòng chúng ta điều đó đến từ Chúa, thì tài năng thiên nhiên của chúng ta sẽ làm được nhiều việc mà không xây dựng được công việc Chúa, không xây dựng được tình yêu thương, không xây dựng được sự hiệp một. Bây giờ quý vị và tôi làm sao có thể gắn tài năng của mình đối với Chúa, về trở lại với Chúa? Thì chúng ta có một cái gương rất là đơn giản của sứ đồ Phao-lô, là một người đầy tài hoa. Và ông có một cái khả năng vận động những thế lực để làm cái ý muốn của ông. Và thời đó chúng ta biết là kia ông chưa gặp Chúa thì ông vận dụng tất cả những điều đó. Ông tưởng là ông hầu việc Đức Chúa Trời mà ông đang phá hoại công việc của Chúa. Ông bắt bớ những người khác. Chính quyền không bắt thì ông muốn bắt trước. Giáo quyền chưa bắt thì ông xin cho ông giấy phép để ông được đi bắt. Thế nhưng trên con đường của con người tài hoa làm công việc đó của mình đó, thì ông gặp Chúa. Ông thấy ánh sáng từ trời chiếu xuống và ông té xuống. Ông hỏi rằng lạy Chúa, Ngài là ai? Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài phán, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm. Có nghĩa rằng hồi đó tới giờ ông là người bảo những người khác phải làm chuyện gì. Nhưng khi ông gặp Chúa thì Chúa nói rằng sẽ có người bảo cho ngươi những việc ngươi phải làm. Có nghĩa là đến một cái lúc mà một sự kính sợ nhận biết Chúa và nói rằng là Chúa con phải làm gì, nó phải đến trong đời sống của chúng ta. Và tôi thưa với quý vị, đó là cái công tác thánh hóa mà Chúa làm trong đời sống của mỗi chúng ta từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa. Nếu không có công việc đó của Chúa trên đời sống của tôi không thể nào trở thành người hầu việc Chúa được. Tại vì tôi suy nghĩ cao ngạo và tôi có những cái sự không có thích hợp cho công việc nhà Chúa. Mà thường xuyên thì tôi thấy rằng Chúa dạy rằng những điều lớn và nhỏ tôi có đến từ Chúa. Khi nào tôi lầm tưởng rằng tôi quan trọng, tôi đóng góp vào công việc nhà Chúa, thì Chúa nhắc nhở tôi rằng đó là đặc ân rất là lớn Chúa cho tôi. Những đặc ân đó Chúa có thể rút lại bất cứ lúc nào. Chúa chỉ đụng vô cái thần kinh một cái là xong rồi, phải không? Chúa chưa đụng, Chúa mới đụng thần kinh lưng của tôi thôi là đã sợ rồi, phải không? Là quý vị thấy tôi đi là đổi tướng rồi, phải không? Mà Chúa đụng tôi được, Chúa đụng quý vị được không?
được chứ. Phải không? Chúa đụng chúng ta, những điều đó nó sẽ tan thành mây khói ngay. Vì vậy chúng ta phải nhận biết điều đó, và trong lúc Chúa còn cho phép chúng ta làm thì chúng ta phải làm với thái độ rất là biết ơn Chúa, và thái độ thuận phục Chúa, và thái độ cầu nguyện về những việc mình làm, vì đó là sức của Chúa cho chúng ta. Khi đó chúng ta rất là vui mừng, tự do, vì chúng ta không bị áp lực ai, không cái vì ai ép uổng chúng ta. Tại vì trên hết thì chúng ta thấy nhu cầu, nhưng mà trên hết thì chúng ta biết được đó là điều Chúa ban, Chúa dùng, và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Không có điều nào vui mừng bằng điều đó. Điều thứ nhì mới là điều mệt. Có nhiều người nghĩ gắn với Chúa là cái chuyện thiêng liêng thì tôi sẵn sàng, nhưng mà gắn với người ta là chuyện tôi mới không có muốn. Nó mới là phức tạp. Chúng ta đồng ý không? Nhưng mà đó là điều Chúa kêu ông Phaolô tại đây, là ông nói, Chúa nói rằng hãy đứng dậy, vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm. Ông là người bảo người khác làm, bây giờ có người khác phải đến bảo ông làm. Mà người đó là người nào? Người đó là một người không có tài bằng ông, không có biết Kinh Thánh bằng ông, mà ông phải nghe người đó để có thể tiến theo Chúa. Và tôi thấy đó là một cái chuyện rất là khó mà rất là đẹp. Một trong những chuyện khó nhất của người tài là phải nghe lệnh của người không có tài bằng mình. Đồng ý không? Quý vị không đồng ý hả? Quý vị nghe những người không tài nói với mình là nghe theo vui vẻ hả? Không có đâu. Cái chỗ là chỗ đau khổ của cái công việc làm. Tại vì người ta đặt người sai, người dở mà sai khiến mình là cái chuyện có thể gây rất là kinh khủng. Và đó là một cái sự rất là đau khổ đối với nhiều người tài. Nhưng mà Chúa thì bảo Phaolô làm cái chuyện khó. Tại sao? Tại vì Chúa có một cái chương trình rất là đặc biệt, mà Chúa muốn chạm đến tất cả những tài năng của con người. Tại vì Chúa muốn chạm đến tấm lòng của con người. Và hội thánh là nơi Chúa muốn thực hiện phép lạ đó. Kinh Thánh nói rằng có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Chúa Trời, đấng làm mọi sự trong mọi người. Chúng ta gạch dưới, đấng làm mọi sự trong mọi người. Không phải đấng làm mọi sự chỉ qua cá nhân của chúng ta, mà Ngài làm qua mọi người. Nước Mỹ là nước của xứ tự do, và nhiều người không có thích theo một cái kỷ luật cứng nhắc. Người Mỹ là người tự do, họ tôn trọng sự tự do ngôn luận, muốn nói gì nói. Nhưng mà tôi để ý là tất cả các người Mỹ, hay là đại đa số người Mỹ đều thích coi thể thao. Mà thể thao, cái vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của kỷ luật, của sự nhường nhịn nhau, của sự phối hợp với nhau. Các bác đây chắc không coi football, cho nên tôi nói football các bác không có cảm thấy liên hệ, mà tôi cũng rành lắm. Nhưng mà nếu tôi nói về đá banh thì các bác có thể hiểu phải không? Các bác biết rằng đá banh á, thì cái đội đá giỏi á, là mỗi người có một vai trò khác nhau, nhưng mà phối hợp chung với nhau. Và vì phối hợp chung với nhau cho nên họ thành công. Mà những cái đội thành công thì không có bao giờ cái ông mà giống như hậu vệ, là cái ông mà đứng mà gần gôn để bảo vệ đó, thì ông không có nói rằng tôi sẽ bỏ. Tại vì cái ông tiền đạo đó chơi đá vô banh hoài, ông có nhường tôi lúc nào đó. Không, tôi đá mệt mỏi vậy mà đá vô banh là ổng cái dành ổng đá, đâu có ông nào nói vậy đâu. Và không có ông tiền đạo nào nhận giải thưởng mà nghĩ rằng mình đá vô là nhờ một mình, không có ông nào đá vô được nếu không có trung vệ, không có hậu vệ, không có những người khác ở trong đội. Và đó là hình ảnh đẹp mà người Mỹ thích coi, tại vì họ không có. Và tôi nghĩ hình ảnh đẹp này là hình ảnh Chúa muốn làm ở trong hội thánh.
Xin quý vị đọc chung với tôi Ephesio về phép lạ mà Chúa muốn làm, ý định Chúa muốn làm ở trong Ephesio đoạn 4 câu 16. Chúng ta cùng đọc. Từ Ngài, toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch. Nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và sự tự gây dựng trong tình yêu thương. Bây giờ quý vị lấy cây viết gần đó đó, gạch dưới chữ bằng những cơ cốt gân mạch. Cơ cốt gân mạch của các bác ở chỗ nào? Mấy chỗ mấy bác hay nhất á. À, đầu gối nè, phải không? Đầu khuỷu chân nè, khuỷu tay nè. Thì mà bác sĩ mà mổ ra, quý vị biết ở trong đó là nó phức tạp lắm, nó nối với nhau phức tạp lắm. Sau này có nhiều người phải mổ thế sắt, thế kim loại vô trong đó. Nhưng mà nó cũng không có tốt bằng được, nó cứng để cứng hơn. Nhưng mà nó không có thể hoạt động một cách uyển chuyển tốt đẹp giống như là trong thân thể tự nhiên, bình thường Chúa cho của con người. Chúng ta đồng ý không? Các bác nhất chân có đồng ý không? Thì Chúa muốn kết hợp chúng ta lại với nhau như vậy đó. Mà tôi nói với quý vị mà kết hợp người với nhau, những tài năng khác nhau, những tánh tình khác nhau, những thói quen khác nhau là vô cùng khó. Mà Chúa lại muốn làm cái chuyện khó đó, vì đó là phép lạ Chúa muốn làm trong hội thánh của Chúa, làm gương mẫu của sự đổi mới muôn vật trên thế gian mà Chúa làm. Cho nên nếu mà quý vị cảm thấy là tại sao mà cứ gắn vô với người khác là nó khó đó, thì quý vị phải biết rằng đó là ý muốn của Chúa. Nhiều người trong thời đại của chúng ta nói rằng đâu có cần hội thánh. Túi nhà cũng có Chúa vậy, Chúa ở đâu không có. Túi nhà tôi cũng đọc kinh thánh được, đồng ý không? Rồi họ nói chúng ta tín đồ, chúng ta nói nghe cũng có lý. Ủa giờ đó giờ sao mình đi nhà thờ làm chi? Đó là tại vì chúng ta không có rõ ý muốn của Chúa. Tôi có ông hàng xóm đối diện, ông mất 2 năm nay rồi. Thì có lần vợ chồng tôi gửi ông người Mỹ, gửi thiệp Giáng sinh ở nhà thờ Mỹ mời ông đi. Thì ông kêu tại là ông nói là tôi á, mỗi ngày tôi đều đọc kinh thánh hết đó. Chỉ có chuyện là tôi không đi nhà thờ thôi. Nhưng ngày nào tôi cũng đọc kinh thánh. Tôi nói ủa, tại sao mỗi ngày đọc kinh thánh mà không đi nhà thờ là sao? Thì ban đầu ông trả lời cho tôi không có rõ. Ông nói chuyện quanh quất vậy đó, nhưng đại khái là ông ly thân với vợ ông. Không có ly dị, ly thân thôi. Mà ly thân mấy chục năm vậy đó. Mà có chuyện gì cần lắm thì vợ ông mới về. Rồi hôm đám tang ông thì vợ ông về. Rồi ông kể tôi chuyện nó không có liên hoài hệ gì. Câu hỏi tôi với ông á, nhưng mà có thể tại vì vậy cho nên ông cảm thấy không có muốn đi nhà thờ. Có nhiều người có những lý do không có muốn đi nhà thờ là tại vì nó có những cái khó khi chúng ta đến với những người khác. Nhưng mà tôi xin lặp lại, Chúa lại muốn làm chuyện khó đó. Tôi thấy những cái bác mà bị bệnh rồi bị mổ hay gì nào đó, là bác sĩ kêu làm chuyện khó là kêu đứng dậy đi đi. Mấy bác là muốn nằm luôn thôi chứ đâu có muốn đi. Mà kêu đứng dậy đi đi. Tại sao? Tại vì cái chuyện khó đó sẽ khiến cho các bác hồi phục. Có nhiều bác trong hội thánh chúng ta trẻ lắm nhưng mà cũng phải vào bệnh viện rồi, bác sĩ cứ nói là mỗi ngày phải đi cho đủ số bước mới được. Đó là tại vì những cái hoạt động đó nó tốt cho cơ cốt gân mạch, nó làm vinh hiển danh Chúa, và Chúa làm được cho con người chúng ta những chuyện mà con người chúng ta không tự làm được. Nên quý vị có thể hiểu được tại sao chúng ta phải chịu đau chung với nhau vậy. Giờ quý vị có thể quay qua người kế bên đó là sinh hoạt chung với bác làm tôi mệt lắm. Chuyện nói thiệt đó, nhưng mà tôi vẫn sinh hoạt với bác thì ý là vậy, phải không? Chứ mình sinh hoạt với bác mệt lắm, tôi làm mình nó khỏe hơn. Thứ ba,
có nghĩa là Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa kêu chúng ta làm chuyện khó là gắn với Chúa là phải thuận phục Chúa. Gắn với nhau là chuyện chúng ta ngại nhất. Nhưng mà thứ ba là phải gắn với một cái công tác cụ thể. Chúng ta không phải nói với nhau rồi về hết, rồi không ai làm gì hết. Mà phải gắn với công tác cụ thể mà mỗi người chúng ta có thể làm 100 việc. Hội thánh cần 1.000 việc. Nhưng mà Chúa chỉ muốn chúng ta tập trung cho một công tác chính và một vài công tác phụ. Vì vậy chọn làm điều gì là một việc rất là quan trọng. Chọn làm điều gì trong cái công tác cụ thể đó quan trọng cho năm 2020 này. Tại sao chúng ta nói với nhau những điều này? Chúng ta nói rằng có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ cùng một Đức Thánh Linh. Từ một Đức Thánh Linh có người được ban cho lời nói khôn ngoan, cùng một Đức Thánh Linh người khác được ban cho những lời nói có tri thức, cùng một Đức Thánh Linh người này được ban ơn đức tin, người kia được ơn chữa bệnh, cũng từ một Đức Thánh Linh có người được ơn làm phép lạ, người khác được ơn nói tiên tri, có người có ơn phân biệt các linh, người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa được ơn thông giải tiếng lạ. Tất cả những điều ấy đều là việc của cùng một Đức Thánh Linh, Ngài phân phối cho mỗi người tùy ý Ngài muốn. Như vậy, chúng ta thấy những công tác cụ thể này nó có tác dụng chữa lành. Và trước khi hội thánh có thể trở thành những đội banh giỏi để phối hợp với nhau làm công việc Chúa, thì hội thánh phải trở thành một bệnh viện thuộc linh để nâng đỡ lẫn nhau. Vì tất cả những vết thương, những tổn thương, những thành kiến mà người ta có về hội thánh, về sự làm việc chung với nhau. Khi quý vị vào trong bệnh viện thì chuyện quan trọng hơn hết là chuyện chữa bệnh. Từ bác sĩ, y tá, tất cả mọi người đều làm công việc đó. Và tôi xin Chúa cho điều này có thể thực hiện ở trong những nhóm nhỏ của chúng ta. Và quý vị biết không, khi quý vị gắn mình vào Chúa, tái cung hiến của mình, đời sống của mình cho Chúa, thì Chúa có thể dùng quý vị và ban ơn cho quý vị có thể rịch lành người khác. Những lời nói khôn ngoan, đúng thì, đúng lúc sẽ có thể vực dậy những ông bà, anh chị em ở trong nhóm nhỏ của quý vị. Quý vị có tin điều đó không? Lời nói của chúng ta có thể làm sụp đổ tinh thần người khác, nhưng mà gắn với ơn Chúa những lời nói đó có thể rịch lành, an ủi, nâng đỡ, khích lệ, vực dậy đời sống của một người. Tôi tin điều đó. Nhưng mà nếu quý vị đến với cái nhóm nhỏ mà ai cũng nói hết thì quý vị sẽ cũng sợ lắm, phải không? Quý vị nói rằng tôi không có nói được thì cũng tốt, chứ trong nhóm nhỏ mà mình tới là tự nhiên mà mười mấy người kia nói như mình không là chịu cũng không nổi. Thì vì vậy cho nên lắng nghe cũng là một ân tứ. Và đôi khi một người tới với nhóm nhỏ đó là cần được lắng nghe hơn là cần được sửa lưng. Và sự lắng nghe trong ơn Chúa nó khác với lắng nghe không ơn Chúa. Lắng nghe không có trong ơn Chúa, lắng nghe hồi nó ủa bà nói gì tôi quên rồi. Đó là không phải, đó không phải lắng nghe. Lắng nghe trong ơn Chúa, lắng nghe với sự trân trọng và nhớ điều đó để cầu nguyện cho người đó. Mà nếu quý vị đi đến với một cái nhóm nhỏ mà trong đó khi quý vị nói cái niềm đau, cái khó khăn, cái trục trặc của mình mà có nhiều người lắng nghe quý vị với sự trân trọng và cầu nguyện cho quý vị đó, thì quý vị sẽ cảm thấy một sức mới từ nơi Chúa. Nên thưa hội thánh, đây là điều chúng ta cần thấy một cách cụ thể ở trong năm 2020 này. Mà đây là điều rất là thực tế. Khi chúng tôi gom trở lại tổng kết về chương trình Giáng sinh thì nói đến những phần về lo đậu xe, ẩm thực, tiếp tân, âm thanh, ánh sáng, mọi thứ, thì mỗi nơi đều nói rằng thiếu người.
Người nhà bếp nói rằng thì năm nào cũng vậy, nấu xong rất là đông người mà không có ai ở lại để dọn dẹp. Tôi nghĩ có thể điều này là tại vì quý vị không có hay. Tôi nghĩ lòng yêu mến Chúa của chúng ta thì không có tiếc thêm nửa tiếng đồng hồ ở lại để phụ với nhau làm đâu. Nhưng mà thực tế có rất là nhiều người cô đơn trong công việc của họ. Mà chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra trong năm 2020. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta có thể làm được điều đó. Thì nguyện Chúa cho chúng ta quý trọng. Tại vì nếu không, thì có thể tình trạng trong Matthew đoạn 25, câu 28, 29 xảy ra cho chúng ta. Đó là chuyện Chúa Giêsu kể về người chủ trở lại thấy người đầy tớ giấu những ta lân, những ân tứ, những tài năng của mình. Thì người chủ đó nói rằng, vậy hãy lấy ta lân của nó cho người có 10 ta lân. Vì ai có sẽ được cho thêm để sẽ có dư dật. Nhưng ai không có thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi. Tài năng của quý vị có là đến từ Chúa. Nếu quý vị gắn vào ơn Chúa và sử dụng, Chúa sẽ cho thêm. Nếu quý vị không sử dụng thì Chúa sẽ cất điều đó đi. Quý vị có tin điều đó không? Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong năm 2020. Để chúng ta thấy rõ tại sao chúng ta chịu cực gắn với nhau và gắn với Chúa. Và mỗi người, chứ đừng có 20% người trong hội thánh gắn với công tác phục vụ. Thì Chúa có quyền biến hội thánh chúng ta không phải trở thành một bệnh viện thuộc linh rất là tốt đẹp, mà vực dậy nhiều người để hội thánh chúng ta trở thành một cái đội thể thao hòa nhịp chung với nhau vì cớ danh Chúa. Amen.